Hello, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là 22 giờ. Hoa xin chia sẻ với mọi người một đoạn văn. Tựa đề là dù tình cảm tốt đến mấy cũng đều sợ bị lạnh nhạt. Sự tan vỡ của một mối quan hệ thường bắt đầu bằng sự im lặng. Hai người từ không nói gì đến không có gì để nói. Đôi khi không cần một lý do đặc biệt nào cả. Chỉ là tôi không muốn nói và bạn cũng không còn quan tâm nữa. Dần dần, mối quan hệ của chúng ta trở nên nhạt dần. Có thể trước đây, mỗi ngày đều liên lạc. Một đoạn tin nhắn, một cuộc gọi đều có thể khiến bạn cảm nhận được sự quan tâm của đối phương. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, anh ấy không còn gửi tin nhắn cho bạn, không còn gọi điện thoại cho bạn. Rõ ràng, anh ấy nằm trong danh sách bạn thân của bạn, nhưng lại giống như một người lạ mà trước đây chưa từng gặp qua. Đôi khi người lạ đã từng quen còn khiến người đau đớn hơn chưa từng quen. Bạn biết không, đối với một mối quan hệ, lướt qua nhau không hề đáng tiếc. Điều đáng tiếc thực sự là đã từng rất yêu, yêu rất say đắm, cuối cùng lại lạnh lùng phân ly. Nếu như bạn rất yêu một người, đừng có kìm nén ở trong lòng, bởi vì có những điều bạn không nói, anh ấy thực sự không đoán ra. Nếu như bạn thực sự muốn đối tốt với một người, đừng có lạnh nhạt với anh ta, bởi vì sự thất vọng là từng chút tích lũy nên. Anh ấy sẽ rời đi và bạn sẽ tuột mất. Đừng bao giờ đánh giá thấp quyết tâm ở bên cạnh bạn của bất kỳ một ai. Có lẽ từ giây phút đầu tiên anh ấy và bạn ở cạnh nhau, anh ấy đã quyết định cùng bạn đối mặt với mọi thứ xảy đến trong tương lai, bất kể là đắng cay hay ngọt bùi. Chỉ cần bạn vẫn ở đó, anh ấy sẽ luôn ở bên bạn. Trong tình cảm, điều đáng sợ nhất là lạnh nhạt. Và trong bán hàng cũng vậy, điều cần nhất là khách hàng tin tưởng và ủng hộ. Vậy nên, nếu như ai yêu thích trà sữa hay muốn thưởng thức trà sữa của Myanmar thì hãy liên hệ với em nhé. Với giá dùng thử là 50.000 10 gói nhỏ như thế này và 150.000 một túi to, 150.000 một túi to 600g, bên trong có 30 gói nhỏ và sẽ free ship trên toàn quốc với đơn hàng từ 300.000 trở lên. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho em. Nếu mọi người thấy hay thì hãy chia sẻ cho em nhé. Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người ngủ ngon và đừng quên chuẩn bị một gói trà sữa để trong buổi sáng ngày mai nhé.